nọ đứa xe cái nọ tha gì ni vậy khoảng đang nha. Đang đi vỏ cho vào anh ạ. Mày ơi, 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 mày ơi
Đây là da chứ không phải vải. Chị này không ngờ vào sâu nhưng đông lắm. Trồng thế mà phải đến vài trăm mét nữa, 500 mét. Đấy. Vâng. Yên tâm sẽ đến nơi mà. Mình Đức cũng chụp anh đẻo kéo này kéo này nhâm nhiều đã đau á này. Thank you.
chạy đâu được đây đấy. Bầu đi này. Anh Loan đâu rồi? Đúng rồi đấy. Phật tử an lành trong mùa Phật đản của Đức Như Lai.